đây là bãi thử hạt nhân duy nhất của Triều Tiên và nó sắp bị đóng cửa hoàn toàn. Thưa quý vị, trong điều kiện thời tiết cho phép và không có gì thay đổi thì lễ đóng cửa bãi thử hạt nhân duy nhất của Triều Tiên sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 24 tháng 5. Đây là thông báo đầu tiên từ phía Triều Tiên khi mà nước này thông báo sẽ phá bỏ tất cả hầm ngầm và các cơ sở có liên quan ở bãi thử Punggye-ri. Phóng viên của 5 nước Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh đang có mặt tại thành phố Wonsan sẽ lên chuyến tàu hỏa đặc biệt vượt 400 cây số để tới vùng núi này. Và từ đây thì họ sẽ tiếp tục phải di chuyển bằng xe buýt và đi bộ trước khi tiếp cận bãi thử Punggye-ri. Thưa quý vị, đây là bãi thử hạt nhân duy nhất của Triều Tiên, nằm bên dưới ngọn núi Man Tháp và cũng là nơi mà Triều Tiên từng tiến hành 6 vụ thử hạt nhân, bao gồm cả vụ thử bom nhiệt hạch hồi năm ngoái. Cũng tại đây, giới chức Triều Tiên sẽ dùng thuốc nổ để đánh sập các đường hầm cũng như là mọi lối ra vào bãi thử hạt nhân. Các cơ sở nghiên cứu và nhà kho trong khu vực sẽ bị phá bỏ hoặc là di rời tới nơi khác để tránh nguy cơ bị thuốc nổ giật sập. Trước đó, lực lượng bảo vệ an ninh cũng như là đội ngũ các nhà khoa học nghiên cứu hạt nhân sẽ được rút khỏi đây để đảm bảo an toàn. Các phóng viên và nhà báo được cho là sẽ được theo dõi toàn bộ diễn biến này từ một đài quan sát từ xa. Quyết định đóng cửa khu thử hạt nhân được xem là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm chứng minh thiện chí của nước này trên con đường phi hạt nhân hóa. Song vẫn còn rất nhiều yếu tố cần xem xét trước khi xác định động thái này có đi đôi với cam kết trên hay không. Mặc dù truyền thông quốc tế đã được mời đến chứng kiến việc phá hủy bãi thử hạt nhân, nhưng với điều kiện chỉ có thể theo dõi sự kiện từ xa, thì vẫn rất khó để hiểu chuyện gì thực sự xảy ra bên trong các đường hầm ở bãi thử Punggye-ri. Triều Tiên đã thực hiện tất cả các vụ thử nghiệm ở đây. Vì vậy, nếu các chuyên gia có cơ hội xem xét bên trong đường hầm, thì chúng tôi sẽ có thể tìm hiểu được điều gì đó. Các chuyên gia cũng nhận định Triều Tiên có thể dễ dàng xây dựng lại cơ sở mới hoặc tiến hành các vụ thử ở địa điểm khác, ngay cả khi đã đóng cửa Punggye-ri. Cũng có ý kiến cho rằng phần lớn bãi thử Punggye-ri đã hư hại sau các vụ thử nghiệm kể từ năm 2006 đến nay. Tuy nhiên, bất kể tình trạng hiện tại của bãi thử như thế nào, nếu các chuyên gia được tiếp cận, họ vẫn có thể thu thập được nhiều thứ. Những mẫu thu thập đó sẽ cung cấp thông tin về loại vũ khí đã được thử nghiệm. Đó là những dữ kiện rất quan trọng, giúp chúng tôi hiểu lịch sử chương trình hạt nhân của Triều Tiên và ý định từ bỏ vũ khí hạt nhân của họ. Những gì họ cần làm là cung cấp toàn bộ thông tin và tài liệu cần thiết cho cộng đồng quốc tế, sau đó mời Liên Hợp Quốc thanh sát. Được biết đến như một điểm nóng hạt nhân, Triều Tiên nhiều năm qua đã kiên trì theo đuổi việc phát triển hạt nhân bất chấp sự phản đối của quốc tế. Tuy nhiên, chỉ trong vòng gần một năm trở lại đây thôi, tình hình trên bán đảo Triều Tiên thay đổi liên tục bằng những diễn biến dồn dập và có thể nói là khó lường. Tháng 9 năm 2017 đánh dấu lần thử bom nhiệt hạch quy mô lớn nhất của Triều Tiên tại bãi thử Punggye-ri, tạo ra trận động đất tới 6,3 độ Richter. Sau vụ thử này, Triều Tiên tuyên bố họ đã nắm được kỹ thuật sản xuất bom hạt nhân. Toàn bộ nước Mỹ nằm trong phạm vi vũ khí hạt nhân của chúng tôi và một nút kích hoạt hạt nhân luôn ở trên bàn tôi. Đây là sự thực, không chỉ là lời đe dọa. Chỉ 2 tháng sau đó, Triều Tiên lại thử tên lửa đạn đạo khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất từng nhằm vào nước này. Không khí trên bán đảo trở nên cực kỳ căng thẳng. Tuy vậy, đầu năm 2018, Triều Tiên bất ngờ nhận lời mời tham dự Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang của Hàn Quốc, xoa dịu những lo ngại xung đột. Thế vận hội mùa đông là một dịp tốt cho đất nước tôi. Triều Tiên và Hàn Quốc có thể khẩn trương gặp nhau để thảo luận. Ngày 9 tháng 2 năm 2018, gần 500 vận động viên Triều Tiên và các vận động viên nước chủ nhà Hàn Quốc cùng diễu hành dưới một lá cờ thống nhất trong lễ khai mạc Thế vận hội. Bước ngoặt lịch sử diễn ra ngày 27 tháng 4 năm 2018, khi hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên có cuộc gặp thượng đỉnh liên triều lần thứ 3 trong hơn 50 năm. Người dân hai miền được hít thở bầu không khí hòa dịu chưa từng có. Sau cuộc gặp thượng đỉnh, Triều Tiên tuyên bố phá hủy các bãi thử hạt nhân để hướng đến hội nghị thượng đỉnh với Mỹ vào tháng 6. Hàn Quốc hoan nghênh quyết định này của Triều Tiên, thể hiện việc nước này sẵn sàng giữ cam kết đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh liên triều bằng những hành động cụ thể chứ không đơn thuần chỉ là lời nói.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh lịch sử dự kiến vào tháng 6 tới đây, Nhà Trắng đã cho đúc 250 đồng xu kỷ niệm có hình hai nhà lãnh đạo trên nền quốc kỳ Mỹ và Triều Tiên, kèm theo dòng chữ đối thoại hòa bình. Đồng xu này phản ánh kỳ vọng lạc quan về một bước tiến quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước nếu hội nghị thành công. Mặc dù vậy, giới quan sát quốc tế lại có phần thực tế hơn khi mà cả phía Mỹ và Triều Tiên đều cho thấy những sự cẩn trọng và lưỡng lự trước khi ngồi vào bàn đàm phán, khi mà Bình Nhưỡng liên tiếp cảnh báo sẽ hủy kế hoạch này nếu như Washington đơn phương gây sức ép yêu cầu từ bỏ hạt nhân. Chúng tôi sẽ không cầu xin Mỹ đối thoại, cũng sẽ không đi thuyết phục họ nếu họ không muốn ngồi xuống cùng chúng tôi. Mỹ sẽ gặp Triều Tiên tại phòng họp hay trong một cuộc so gang hạt nhân hoàn toàn phụ thuộc vào hành vi của Mỹ. Tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời cảnh báo của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Sun-hui trước những động thái mà Triều Tiên cho là sức ép của Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, phía Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo trì hoãn, thậm chí hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh giữa họ và Mỹ. Trong khi đó, Mỹ cũng tỏ thái độ cứng rắn tương tự. Chúng ta sẽ phải chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra tại Singapore. Hội nghị có diễn ra hay không thì tuần tới chúng ta sẽ được biết. Nếu Mỹ có thể đàm phán, đó sẽ là điều tốt với Triều Tiên. Việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể không diễn ra theo kế hoạch có nguy cơ một lần nữa đưa nỗ lực đàm phán về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trở về vạch xuất phát. Mặc dù vậy, giới quan sát cho rằng đây chỉ là các tuyên bố mang tính chất thăm dò nhằm đánh giá mức độ nhượng bộ lẫn nhau trước khi hai bên chính thức ngồi vào bàn đàm phán. Theo CNN, việc ông Kim Jong-un đe dọa hủy họp thượng đỉnh không phải là điều gì đó mới mẻ. Nhìn lại lịch sử, đây là lập trường mà Triều Tiên duy trì trong các cuộc đàm phán 6 bên và đàm phán Hiệp định Khung năm 1994 trước đây. Gặp mặt hay không gặp mặt, dù trong bất cứ kịch bản nào, thì cả hai bên vẫn rất cần những động thái nhượng bộ lẫn nhau trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Khả năng về cuộc gặp lịch sử đang ngày càng khó đoán khi mà cả Washington lẫn Bình Nhưỡng đều đang có những dấu hiệu cho thấy sự lưỡng lự. Trọng trách lúc này thì dồn lên vai nhà trung gian là Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in. Ông Moon thì hiện đang có mặt tại Mỹ với một nhiệm vụ quan trọng là thúc đẩy cuộc gặp mặt giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ diễn ra đúng kế hoạch và dĩ nhiên là phần nào trung hòa hai thái cực.